Không phải là một video review về xe điều khiển từ xa, cũng không phải là một video nâng cấp, mà đây là một video có thể là phục chế con xe này lại. Và nếu anh em nào chưa biết thì con này mình đã review và nâng cấp nó vào năm 2018 rất là lâu rồi. Đầu tiên thì con này nó cũng đơn giản lắm, giá thì nó rẻ. Trước mình mua bên Happy Store 2016 á, còn hiện tại nếu các bạn muốn mua con này nó vẫn có, giá nó từ 500 cho đến 700, nó tăng gấp đôi anh em ạ. Thì cấu hình con này á thì nó có hai cầu. Pin thì sử dụng pin 6V, không biết còn pin hay không. Cái con này thì nó có cái nhược điểm là rất là nhiều người chơi đã nói là con này nó chơi rất là mau hết pin. Và thêm một cái đó là cái bánh răng ở trong này này, nó sẽ dễ bị mòn rất là nhiều khi các bạn độ lên. Lý do mà mình nâng cấp con này đó là mấy hôm trước mình có lục lại kho á, đã tìm được một cái kit của con này. Rồi, giờ mình sẽ mở hộp số cho anh em xem bên trong nó như thế nào nha. Rồi, các bạn có thể thấy là cái phần này lúc trước của mình sử dụng keo ABS này, để lâu quá bây giờ nó bị giòn luôn. Cái phần hộp số bánh răng ở phía trước này thì nó không có đáng kể đâu, cái phần này rất là bền. Nhiều người chơi á, thì họ sẽ bị cái phần khúc ở dưới này này. Nhiều người chơi người ta sẽ bị cái con này này. Cái bánh răng này dễ mòn đó các bạn, khi các bạn độ động cơ ấy, thì nó cực kỳ dễ mòn và dễ chết lắm. Giờ mình sẽ mở cho anh em cái bộ kit mới này. Anh em có thấy không? Ở phía trong họ trao rất là nhiều cái mỡ bôi trơn nha. Cái này là của hãng mà, chứ không phải là trao thêm đâu. Vẫn còn mớ cáo luôn. Đây là phần cầu phía trước này, còn nguyên zin luôn nha. Nó chỉ mắc cái phần đợi đánh lái đây thôi. Và ở đây thì nó bị gãy cái chốt này rồi. Các bạn có thể thấy cái góc đánh lái của con này cũng rộng đó chứ, đủ để chúng ta rít được. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại con này nha. Hey,